Có thể nói là từ trước đến nay thì thông tin về đất đai quy hoạch vẫn được xem là những thông tin rất khó để tiếp cận. Nhưng mà với tỉnh Đồng Nai thì lại khác. Giờ đây chỉ cần với một chiếc điện thoại như thế này thôi thì bất kỳ người dân nào ở Đồng Nai cũng có thể biết chính xác thông tin về mảnh đất mà mình quan tâm có đang được quy hoạch vào việc gì hay là không, nhờ vào một phần mềm có tên là Denylist, là viết tắt của cụm từ Đồng Nai List. Và tôi thì cũng đã cài phần mềm này vào chiếc điện thoại của mình, và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem là phần mềm này hoạt động như thế nào. Và khi bấm vào biểu tượng của phần mềm thì chúng ta sẽ thấy được hệ thống thông tin đất đai của tỉnh Đồng Nai, và thử chọn vào mục bản đồ thành phố Biên Hòa, phường Trảng Dài thì quý vị sẽ biết được những thông tin chi tiết từ lịch sử giao dịch tài sản gắn liền với đất, thông tin quy hoạch hay là cả nguồn gốc sử dụng đất. Vâng, như vậy là chỉ với một vài thao tác đơn giản thì tôi đã có thể biết chính xác và chi tiết thông tin quy hoạch về mảnh đất mà tôi quan tâm. Và điều này rất hữu ích đối với những ai mà có nhu cầu xây nhà và mua đất. Những người chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang phấn khởi. Còn quý vị nào muốn mua đất và xây nhà tại Đồng Nai cũng sẽ vui khi mà biết rằng sẽ rất dễ tiếp cận thông tin quy hoạch nhà đất chỉ nhờ vào một ứng dụng đơn giản trên điện thoại mang tên là Denylist. Ứng dụng này có thể cung cấp cho người dân những thông tin nhà đất dễ dàng và nhanh chóng hơn tại bất kỳ đâu. Thay vì trước đây phải đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc phải đến Ủy ban Nhân dân phường xã nơi có mảnh đất để xem, phần mềm của Trung tâm Công nghệ Thông tin Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân.